gắng nha chị. Bây giờ chị cứ yên tâm nằm đây tĩnh dưỡng là được nha. Còn cái chuyện mà về công lý thì sẽ có cơ quan pháp luật lo. Còn bên tiền bạc thì bọn em, mấy anh em cũng cố gắng chung tay chia sẻ. Với lại cũng nhờ hết cô chú anh chị ở trên cộng đồng mạng á, mỗi người chung tay một ít giúp cho gia đình mình nha chị. Chị cứ yên tâm nha. Thôi qua cái mạng em nữa. Mà ở con năm mà đánh 4 lần. 3 lần, mấy lần kia là tán hai bộc tay. Nhẹ thôi đó, 2 lần là nặng. 2 lần nặng, với lần này là nặng nữa. Là 3 lần. Hai lần trước là nhập viện. Nhập viện, gãy ba sườn. Là gãy ba sườn số 7. Rồi mình không đi làm gì hết trơn ha Nam? Dạ có chứ. Làm gì? Mình em làm gì? Ai kêu gì làm đấy. Rồi một tháng mình làm được bao nhiêu ngày? Em làm hồ. Một tháng làm được nhiêu ngày? Dạ. Một tháng làm được. Em thất nghiệp. Em đi hát làm điều gì là thất nghiệp. Rồi tiền đâu mình nhậu? Tiền làm điều lúc trước ngày kia còn gai hai chồng chạy nước đi lầm mất cua. À, nói chung là cũng có một cái khoản tiền ha. Dạ, mua con một con bắt cá này kia, dư gạo chồng sớm với bên mang chi cho. À, cũng có địa phương người ta hỗ trợ. Rồi con bé này cho mấy tuổi rồi? Bé 4 tuổi rưỡi. 4 tuổi rưỡi. Có giấy tờ cho bé đi học chưa? Dạ, giấy tờ là công an xã là nói là em phải đi xác nhận em ADM thằng con mới cho đi học. Mà trong khi đó là hoàn cảnh khổ làm gì có tiền đi xét nghiệm ADM để cho con em đi học. Rồi em mới nói vợ em chết rồi, ở đây ở xóm này ai cũng biết hết. Có bà vợ lớn ha. Dạ, vợ lớn sao mà mất? Dạ vợ lớn là bị hậu Covid đi nuôi bò, hai vợ chồng đi nuôi bò ngoài á. Là ông chủ liên đầm ở ngoài ông bị Covid luôn. Là ông chủ khách xã đó, ông chủ liên đầm ở là chủ khách xã luôn. Dạ chú Hiền. Rồi sao em nghe nhiều người nói là anh tác động đến người vợ lớn dạ, rồi hư thai có không? Không có. Không có phải không? Rồi thì không có, không phải là hư thai, tại vì có bầu á. Có bầu đẻ ra con bị tim mất. Tại vì hàng xóm và cũng như là người cận kề với mình đã có chia sẻ cho anh em là nói là mình có tác động đến người vợ lớn của mình á, là đến mà giống như là bệnh rồi hư thai luôn. Không có, cái đó là mấy người đó nói thiệt. Rồi xong rồi bệnh thời gian sau có đây em kể luôn. Để cho em kể với anh nghe với cộng mạng nghe. Là đem nuôi bò sữa. Ừ. Đó mày Lâm Đồng ngoài á. Ngay chợ Liên Đầm á. Là nuôi cho ông chủ tịch xã ngoài. Rồi ông chủ tịch xã mới đi về quê. Là ông bị Covid. Ông xui về đây là vợ em bị luôn. Mà em cũng không sợ nữa. Em nói em bị đi chết chung em ơi. Em thương vợ em cả đó. Thì em nói anh ngủ võng đi. Anh em ngủ võng cho anh với con ngủ trong mùng đi. Không, vô ngủ chung với anh luôn. Chết hết. Thì nhưng mà em không lây, con em không lây. Mà vợ em bị ho hoài với uống thuốc á. Thuốc tây mình nóng á, thì lưỡi nổi đạn. Là ăn không được luôn, uống sữa không xong mà là vợ em chết bên Long Xuyên, bên em giúp ống qua mà. Nói em ơi, về nhà em là em giúp cho là vợ em á. Là em với con em nuôi là về bệnh là đem về đây là đi xe cấp cứu gì đây. Em lo cho vợ con em mình đàng hoàng hết. Lo cho vợ con em còn không già em nữa mà. Vậy là vợ lớn cũng thương, rất là thương ha. Bây giờ có... em ở với ai là em thương người đó hết. Chứ không có mà tầm bậy tầm bạ với ai hết. Em lo cho mã mồ rồi kia mà em còn dữ hơn già em nữa, mã mà còn dữ hơn mã của già em nữa là biết này. Chọn tình chọn nghĩa với vợ mà. Từ lúc sinh sống với vợ lớn là anh có bao nhiêu người con? Dạ hư thai bóng lặng. Hư thai bóng. Không phải là hư thai. Mà vợ là đẻ bẩm sinh là mắt trong bụng. Không phải nào quên. Đúng như là gọi là thai yếu ha. Không phải là thai yếu. Là hư trong bụng luôn hả? Đẻ ra ngoài là con là kia là mắt. Vừa đẻ ra là mắt. Mà là như là bẩm sinh á. Tim bẩm sinh như tặc nguyền nữa. Là tự mắt á. Chứ không có quánh. Không có vợ thai. Là vợ lớn là anh có cô quánh không? Vợ lớn không quánh. Cô quánh vợ lớn luôn. Lý do em nhậu gì này kia, vợ này kia cũng là nhậu nữa. Sao vợ nào cũng bị đánh hết chân vậy? Dạ. Rồi mốt lỡ mà có thêm bà nữa là đánh nữa hả? Em vợ em đi rồi em lấy vợ nữa.
mới có 27 tuổi là 27 tuổi là rất là trẻ, tuổi trẻ quá, à, tương lai mình còn rất là dài, cho nên mình tính bỏ đi, bỏ những ăn nhậu đi, không có tốt không? Em cũng đâu muốn đâu, tại vì tâm sự em. Và có khi mình ăn nhậu vô đó mình hơi phê phê rồi đó, còn mà cứ khích thích mình lên làm những cái chuyện mình không kiềm chế được, cho nên mình không nhậu thì bỏ từ từ. Em không kiềm chế được em mới quýnh vợ. Mình phải bỏ từ từ. Tại vì vợ mình như vậy mà lỡ mà mốt mà gặp mấy chuyện lớn hơn, có thể là mình làm người ta không được thì người ta làm mình con cái mình ai nuôi. Lỡ mình nằm xuống là con cái mình ai nuôi. Nếu bởi mình thắng thì mình vô trong kia mình ngồi xong rồi con mình bỏ bao giờ. Bởi vậy em mới nói hẳn mà quá muộn rồi. Em biết sai, em sai hoàn toàn rồi. Mà trong khi đó không phải là đổ người vợ. Em chấp nhận em sai rồi. Nhưng mà cái sai mình mà biết, nhưng mà quan trọng là mình có sửa đổi hay không. Sửa anh mấy anh em cộng đồng mạng em sửa là phải sửa rồi. Ừ. Mới 27 tuổi là vợ, tên vợ anh là bao nhiêu tuổi? Vợ em là lúc trước là vợ trước anh hả? Giờ này vợ này là lớn hơn em 7 tuổi. Lớn hơn em 7 tuổi ha. Dạ, giờ em tuổi cọp. Ừ. Mẹ có trên mạng mẹ có nói mà vợ là tuổi cọp, mà trong về vợ sống nói là vợ nói là vợ là 1988 tuổi rồng. Ừ. Nhưng mà vợ là mẹ là nói là vợ tuổi cọp. Rồi hôm qua bà mà mẹ vợ có xuống đây gặp chưa? Có nói chuyện chưa? Em mấy ông anh mấy anh em YouTube đúng không? Dạ. Có chở em đi mà xuống xã dưới mà mẹ không có gặp. Mà em có điện mãi em có điện cho mấy anh YouTube anh Mạnh với anh Long á. Ừ. Là nói anh ơi mẹ không chịu gặp em, mà trong khi đó em có nói gì với mẹ đâu, hay là mẹ có sợ em gì. Em nói là có công an, có mấy anh nữa mà em có làm gì đâu, mà em tại em nói giỡn với vợ em thôi. Đó, mà mẹ em bả không có gặp em thì em biết sao giờ. Nhưng mà hiện tại bây giờ anh em nói thật nha, mình là đàn ông với nhau. Dạ. Anh thương vợ em nhiều không? Dạ, trời ơi, em nói em thương hơn cái mạng em là em vợ em đi. Dạ. Em không ăn cơm, không uống nước. Ừ, chỉ uống rượu thôi hả? Dạ, ừ. Ăn nhậu thôi. Chỉ uống rượu thôi ha. Rồi mình có mình gọi mình xin lỗi cho mẹ vợ chưa? Hoặc vợ chưa? Gọi mẹ mà mẹ thuê bao. Gọi cho vợ được không? Dạ không có xài điện thoại. Không gọi hả? Thôi sẵn anh em đây đến chia sẻ nè, mà có đôi lời xin lỗi mẹ với người vợ mình cũng. Dạ. Như cộng đồng mạng không? Dạ em xin lỗi mẹ vợ với vợ em. Ừ. Với con em. À, với cộng đồng mạng này kia là em biết lỗi em. Tại vì em thương vợ em thôi. Em mới kiềm chế được với vợ em. Chứ không phải mà em bỏ vợ em là em không có sống bậy với vợ em. Cơm nước này kia em ăn em vẫn nhường cho vợ ăn mà. Vợ em còn kêu em anh ăn đi. Không, anh nói. Là em nhường cho vợ với con. Rồi ngày hôm nay là mình đã nhìn nhận được cái sai của mình rồi. Dạ em nhận sai em mà. Mình cũng muốn là cho mọi người tha thứ để mà mình làm lại cuộc đời. Dạ. Mình hứa trên cộng đồng mạng đi, mình hứa là mình bỏ hết tất cả những cái tật xấu của mình, bỏ rượu, làm lại cuộc đời. Để xem xét thời gian đó vợ mình với bây giờ vợ mình xem xét lại, nếu mà vợ thấy thay đổi hoàn toàn thì có thể là vợ nuôi về. Mà cái chuyện đó là để bên vợ người ta tính và cũng ta suy nghĩ lại. Mỗi lần nhắc tới vợ thì cũng khóc đó. À, không biết là có thật tâm hay không ha. Cái đó là anh em mình nói. Em móc cái tim ra cho mấy anh coi. Ừ. Cái quan trọng ở đây là em từng tự dặn mà. Em dặn vợ em, buồn vợ em từ từ dặn mà. Ừ. Nói chung giờ rồi thì quan trọng là mình biết ăn năn hối cải. Em buồn vợ em, em muốn tẩy em chết mà không chết. Mà là đạp bị gãy qua sườn. Thật sự người đàn ông mà rơi nước mắt là không khó lắm, mà cái hôm nay mình lại chia sẻ mà rơi nước mắt. Nhiều chuyện em nói không được. Nói ra thì người ta cười vợ em. Ừ. Em phải giấu cho vợ em nữa. Tại em chịu chứ em không để cho vợ em thì vậy đó. À, mình có lo cho vợ con mình đầy đủ không? Nếu mà anh không tin anh hỏi vợ em như thế nào. À, em sống này kia, vợ con muốn gì em làm bù đầu cổ vợ con này kia có hết. Nói chung là vợ con không có thiếu gì phải không? Ừ, mà vợ. Mẹ vợ nói là về đây ở mà không cho con đi học. Đây nè, mẹ nói gì cũng có nói. Là lúc đó là vợ em á là
là về ở Long Xuyên á là em đi hái cà phê, là về em đi hái hái hết cà phê trong miếng xóm này, em đi hái cà phê với mấy ông anh ở xóm này nè. Về là quen vợ, là vợ đang ở nhà trọ Long Xuyên á, thì những cái chuyện em cũng phải giống như vợ em. Ừ. Em không nói được tới rồi, nhiều giờ em mới quen vợ em mới dẫn về đây. Cái gì anh đi lo cho anh, đừng ở nhà trọ, là mấy cái chuyện của vợ em nói không được. Ừ. Em ôm hết vợ em, là kêu vợ em về đây vợ con em không có thiếu món, không có đói bữa nào ấy. Thà em đói với em không để vợ con đó, em ăn mà thịt mua yêu em mua 50.000 thịt đó, chứ có hai đứa nhỏ nữa, mình lớn rồi mình ăn có lớn nữa đâu, mình sống để ăn để sống đâu đó. Rồi thôi em mới ăn nhín rồi vợ em mới ép em ăn, nói anh ăn đi không anh no rồi, nhường cho vợ con ha. Dạ. Ừ, đồ ngon mà vợ em có biết đâu, thương lắm nha. Ừ, thương con cái mạng em mà. Người chuyện em nói không được đâu thiệt. Thì nói chung hiện nay nếu mà anh mà muốn quay về mà gặp được vợ của mình đó, thì trước mắt là anh phải có cái gì đó để mà nói chuyện với mẹ vợ, cha vợ. Mà mẹ vợ không chịu gặp mặt em. Thì thời điểm này thì tất nhiên là ai cũng vậy thôi. Mà còn, em có làm gì mẹ vợ với con, ba vợ đâu. Con người ta phải nóng ruột. Dạ, rồi ngoài còn mấy anh còn nóng ruột nữa. Người nào? Cho nên bây giờ tốt nhất là mình thay đổi và để cho bên mẹ mình, mẹ vợ mình á giống là im xuôi đi, rồi xong mình tìm cách làm sao mình qua mình xin lỗi và mình hoàn thiện cái mình như là mình bỏ tất cả những cái ăn nhậu hôm này nọ đó, và từ từ xem thử bên kia bên mẹ vợ mình có tha lỗi cho mình hay không. Không, em nhậu nút hết đây luôn rồi ngày mai em cố gắng mình thay đổi đi, mình còn trẻ mà Nam, mình mới 27 tuổi à. Ha? Tương lai mình còn dài lắm, mình có chôn vùi cái tương lai của mình già ngủ. Em không có chôn vùi, tại vì em buồn vợ em với con rồi em mới nhậu thôi. Nhưng mà nhậu là lâu chưa? Em nhậu lâu lắm rồi. Nhậu lâu mà giờ buồn vợ mới quen vợ mới đây có 1 năm đây sao buồn? Không thử được nhiều. Nếu mà em cãi vợ ra, vợ anh cái không biết bao nhiêu đã cho hết. Vợ anh có nhậu không? Vợ em nhậu. Nhậu luôn. Trời ơi, nhậu hơn em nữa. Là hai vợ chồng là nhậu luôn. Dạ. Có khi nào hai vợ chồng nhậu mình không? Dạ không. Quất luôn. Nhưng mà sau này em nói em không có nhậu nữa. Anh nhậu để anh. Em không nhậu em đừng bàn cái không nhậu nữa. Ừ. Người ta sống gì người ta nói là vợ chồng nó nhậu nhạt cái kia. Là vợ em nói là không nhậu nữa, là từ đó giờ là từ mà lúc em bắn giờ là không có nhậu. Mấy chừng nào anh cho em mới nhậu. Mà anh thấy như vợ anh á, anh cảm nhận được vợ anh có thương anh nhiều không? Dạ vợ em thương anh nhiều. Vậy là hai vợ chồng thương nhau rất là nhiều không? Giờ chỉ có một cái những cái vợ cái... em còn nói câu mà mình ghen tuông mình mới đánh vậy thôi. Vợ em còn nói câu với em mà em chết trong tay anh, em chết. Vậy chắc cái tình thương cũng nhiều ha. Ghen quá buồn quán. Mà mình cho dù mình có ghen ai cũng ghen, tình yêu mà ai cũng ghen, nhưng mà em máu đỏ đúng rồi, em máu trắng đúng rồi, mình phải có bằng chứng là mình thấy rằng như tận mắt mình. Nhưng thấy mà con bé Huy nói em là thật sự như vậy, nói nhưng mình phải xác minh lại như thế nào, em xác minh nhưng vợ em chối không à, mình phải thấy như thế nào chứ, mình cũng hành động như vậy là mình đã sai. Nhưng rất là mà nhiều em rồi suy nghĩ em bữa em kiếm vợ em có ông anh cũng nói bà chị mới nói ba nói câu em nhức cái đầu luôn. Ừ. Bà nói câu này đã người ta chấp nhận theo mày rồi quýnh lâu hoài tại vì lỡ rồi. Nếu mà thật sự á, mà vợ anh á, mà có ngoại tình á, thì thật sự là đánh người ta một lần đầu là người ta đã bỏ đi rồi, chứ không phải để cho anh mà đánh nhiều lần như vậy đâu. Mà tới thời điểm này anh nói là ghen tuông rồi lừa gạt anh, nếu mà người ta thật sự mà anh cứ nghĩ đi, thật sự người ta đã lừa gạt anh là người ta đã đi lâu rồi, chứ không có đợi tới bây giờ mà để hả tới mà nhập viện như ngày hôm nay mà người ta mới nói hết cái tâm tình đâu. Anh phải suy nghĩ lại điều đó. Thì em biết. Ừ. Đó. Nhưng em suy nghĩ không có tới. Đúng rồi. Đáng lý bây giờ anh cứ suy nghĩ bình thường thôi. Nếu mà người ta đã có người mới thì tất nhiên là bây giờ mình quýnh người ta một lần đầu thôi, là người ta đã bỏ đi rồi, là không bao giờ người ta trở lại nữa.
con gái không phải em không thương bé Quy đâu, em thương bé Quy hơn con gỗ quái, nói hơn con gột chứ, nói như con gột em. Rồi Quy, mẹ nói bé Quy xuống ký ớt, mẹ nói gì là tội cho con nữa. Mẹ hỏi vợ con á, bé Quy nó ăn cơm, nó ăn con nhúm gì nè, từ khi mà em bế cơm cho nó, em nói với có mặt em vợ em luôn đó, mày ăn vô, tao bế nhiều mày ăn nhiều, là em bế cho nó đầy tô nè, mày ăn của em mày hả gì, em nó ăn nguyên một tô nè, mà thằng nhỏ nó ăn một tô anh, mà con bé Quy nó ăn có bao nhiêu nè, không có ai bế cho nó tự bế rồi nó ăn có bao nhiêu đây nè, còn em bế cho nó em nói mày ăn vô, để ấm nhách đánh nheo, như con cò rồi, mà nó lo chơi với hai với em này kia nè, nó không có ăn cũng. Chứ không phải là em nuôi con em ốm. Vợ em đừng nói 40kg, lúc quen em ốm với Giang gì 37kg, 37, 38kg. Là lúc bên Long Xuyên em rước vợ em gì à? Chứ mẹ nói là lúc nó mập mạp lắm, 40 mấy ký là mấy đời mà có chồng trước á, là 40 mấy ký. Cái đó em không nhận. Có cái hình trong nhà vợ em mà giờ nè, cái hôm mà cái đêm mà đánh vợ mà anh xe ôm anh chở đi đó là anh đánh anh xe ôm đó rồi, mà hôm qua tới giờ mình hỏi tâm anh nói chưa? Dạ em không biết ai hỏi, em có đi công an rồi. Thôi không biết cái anh xe ôm đó ở đâu luôn hả? Tại vì là anh xe ôm đó biết là ở đây khu vực này hay là ở chỗ khác không? Không biết luôn. Vợ em nếu mà bây giờ mình mà biết anh xe ôm đó ở đâu, mình có lại mình xin lỗi anh đó không? Dạ có. Tại vì em ghen á, mà ổng chở cho mà, vợ em đi đường đồng. À, mình có đôi lời nào mình xin lỗi tới người anh Sơm trên cộng đồng mạng cho anh Sơm biết không? À, anh chú Sơm, người kia lỡ con có vụ chiến xe thì con ghen quá. Vợ con thì ông chở nữa thì cái đó là cũng có lỗi cho con. Thì mong ông thứ lỗi cho con và con sửa đổi. Cái con không có muốn gì đâu. Nếu mà mình biết nhà của chú Sơn đó đâu, mình sẽ tới đó mình xin lỗi ha. À, cái mong muốn của anh là như vậy.